Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Thị Trâm Gaming của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tiếp tục cùng mình trong tựa game ARK Survival Evolved tập thứ hai. Trong cái series series này mình gọi là gì ta? ARK Omega Map Scorched Earth à. Đấy, đào lại là như thế. Thì chúng ta sẽ lại là quẩy cái mod này. Mod này thì nó khá là nhiều thú. Tập trước thì mình mới gọi là đi lòng vòng ở quanh khu vực này thôi, với lại chọn cái chỗ này để mà mình xây tạm cái căn nhà tạm bợ. Sau này mình có chuyển đi đâu thì sẽ chuyển nhé, còn tạm thời thì mình cứ ở đây tạm cả. Đấy, ở trong series này á, đa phần thú mod thì cái sức mạnh của nó thì mình cũng chưa biết được, nhưng mà độ khó mình chơi là 20, tức là thú ở đây maximum là level 600. 600 là cao nhất. Có thể có một vài con là nó có vượt cái ngưỡng đó, nhưng mà cái này là hơi khó đối với mình á. Chơi một mình mà chơi 600 thì nó gặp mấy con đó là hơi bị khỏe đấy, cho nên là chơi cẩn thận xíu. Chứ nếu như mà chỉnh độ khó mặc định thì level max của bọn nó chỉ có level 150 thôi. Đó, đằng đằng này mình chơi level max là 600, mà nhiều khi gặp mấy con level maximum là cũng hơi khó đối phó đó nha. Rồi, tiếp tục thôi. Ở trong cái series này thì mình có gọi là xài cái mod tem thú phiên bản mới, mà trước đó giờ là mình chưa có làm về cái mod này. Các bạn muốn tem thì các bạn phải chế tạo cái mấy cái gọi là mồi nhữ á. Đây nè, các bạn phải học mấy cái bait này nè. Nó có mấy dạng lận. Cái food bait này là dùng để gọi là chế thức ăn để tem, còn cái này là kiếp bồ cùng để tem luôn thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi có một dạng gọi là trophy bait này là dùng để gọi là sao ta, các bạn khúc lúc mà các bạn bắn xỉu một con đúng không, xong rồi các bạn thả cái trophy này ở ngay cái bên nó thì nó sẽ bắt đầu gọi là sao ta, bắt đầu quá trình tem. Có con thì là gọi là đánh phải phải giao tranh một một với nó đó, sau đó mình phải đánh nó lên được tới ngưỡng 25% tem minh đó thì nó mới bắt đầu quá trình tem. Rồi mình thuần hóa nó từ từ, rồi mình thả đồ ăn lấy đất cho nó ăn, chứ không phải là bắn xỉu xong rồi mình bỏ hết đồ ăn cho nó là đợi nó full tem minh là xong đâu. Cái này nó hơi khác một tí nha, mình nói trước như thế, nó thú vị hơn là cái kia nhiều. Rồi nè, trong tập này mình sẽ làm ta, chắc là sẽ đi bắt mấy cái con cơ bản trước đi nhờ. Bây giờ vẫn chưa kiếm được con thú bay này, là mình đang cần một con bờ te hay là một con argentavis để mình đi farm mấy cái nguyên liệu khó khó một tí, như là obsidian nè, hay là cái gì ta, crystal với lại silica này kia nữa. Bây giờ để chế một cái food bed này đi. À đúng đúng rồi. Đầu tiên là các bạn phải làm một cái tem minh journey này nè. Đó, để mà xem cái cách tem trong đây. Rồi. Đó. Ở đây là những cái con nào mà có trong sách, là nói chung là có con tem được, có con không tem được nha. Mấy con alpha deathworm này thì không có được. Ở đây nó có ghi nè, cái này mình không biết là chỉnh như thế nào, nhưng mà ở đây đây, ô ở đây nó ghi là Alpha Deathworm là có thể tem được bằng cái cách mà Immersive Tem, này là cái bản mod này đấy. Cái này mình không biết là ở đây là nó đồ ăn của nó nè, food bed nè, với lại keep bồ nè, ankylo đây. Những cái con nào mà nó có hai nhánh, tức là các bạn phải bắn xỉu nó và thả đồ ăn ngay bên cạnh rồi mới đầu tem. Còn mấy con khó hơn á thì nó sẽ có cái hình như thêm một mục nữa đúng không ta? Bình thường là nó có thêm một cái để mà nói chung là phải chiến đấu với nó đó thì mới được. Còn bên đây đây nè, đó đó, thí dụ như là cái con Terry này nè, là muốn tem nó thì phải có thêm một cái trophy bed Jutilung này nè. Đó,
bắn các bạn vẫn phải bắn nó xỉu. Ở đây require combat tức là chắc là phải đánh lộn với nó hay sao á, thì mới tem được nè. Đó, đà loạn như vậy á. Mà mình không biết cái mod này nó có chỉnh không, require KO hay là nó không cho đánh xỉu luôn ta. Từ nha, để hồi nữa mình gọi là tìm hiểu lại coi, nếu như mà không cho bắn xỉu là bắt đầu quá xin tem thì nó cũng hơi khó đấy. Mấy con đơn giản, từ mình thử bờ te coi. Bờ te nè, rewind KO, rewind combat, đó nó vẫn ăn thịt nè, bờ bét với lại mấy cái bồ, bây giờ mình chưa có mấy cái kia. Rồi rồi bây giờ chế cái food bed nè, spark powder để làm cái cối kia đây, stone. Làm sẵn đồ đi, bạn tìm một con bờ te đi tem thử coi có tìm được hay không. Còn nếu không tìm được bờ te thường thì mình coi coi bắt con thú thú mốt luôn vậy. Clay là đất sét à, cát với lại xương rồng là làm được. Đây đó, nó có mấy cái đồ ăn này nè, fiber, thịt, thịt thường với lại spark powder. Hồi nãy mình đi lượm thính được cái yên á. Thịt nè với lại gì nữa, spark powder đúng không? Hình như mình có cái bàn Eco giúp mình gọi là chế cái nấu đồ ăn. Xịn bò con sò, stone để làm cái bếp lò xịn á. Bây giờ chưa có thú farm nên là cứ gọi là bắt mấy cái con cơ bản trước cái đã. Ở quanh mình là có đập đá, có đập metal luôn. Khi bắt mấy con đó trước cũng được luôn á. Cũng hợp lý phết đấy nhờ. Đó, được 23 cái này nè. Ok. Cần cái gì nữa ta? À, cung tên ngủ. Cung tên ngủ có cái cung tên nào xịn xịn hơn cái Chang Arrow này không ta? Knockout nè, Basic Severity. Severity nó cần Basic Essence. Cái này là cũng chỉ được 5 cái thôi à. Mình cứ làm cái Chang Arrow bình thường trước đi ha. Narcotic, narcotic với tịch thư.
làm một cái mid spoiler Stone đã thiếu đá, làm một cái đồ chế thịt hư cái đã. Bốn mươi tám miếng thịt này nữa nè, cho nó làm thịt thư. Đây berry đen, đợi xíu cho nó làm thịt thư cái. Hết da để làm cái kia rồi. Ôi rồi, có cái vũ khí nào mà nó xịn xịn nâng cấp lên tí được không? Tí nữa chắc đi một vòng định thánh tí đi nhờ. Berry nữa, 1, 2, 3. Có những con nó ăn trái cây. Mình sẽ làm cái berry này luôn để tem nó vậy. Túi berry này. Lên 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 ăn kilo level 240 này cũng ngon nè. Therabird. Parasol này để farm thiết gia đi. Con này farm được nhiều da thế nhờ, có trăm da luôn, ngon. Chưa xong chưa, ta lên đường đi tem thú nào. Trời ơi, bây giờ đỡ nó làm narcotic nữa, hơi lâu một xíu. Có cái bàn nào giúp chế narcotic nhanh nữa không ta? Hình cái bàn đó nó level cao cái chemistry á. Cái này thì hơi lâu một tí. Fiber for link tab.
Arrow làm thêm 100 tên nữa đi. Mình có cái mod tìm thú đấy chứ, nhưng mà mình chưa muốn tìm. Cứ để từ từ cứ bắt mấy con xung quanh mình trước đi, sau đó rồi mình hãy nói chung là cần những con gì thì mình mới tìm thôi. Các bạn biết con gì mà chúng ta gọi là dễ dễ mà cần ở đầu game của cái mod Omega này thì các bạn chỉ mình với. Đó. Mình biết đường bắt đầu từ hệ nào nhờ, hệ nào là thấp nhất nhỉ, để mới nâng nâng cấp lên. Rồi, let's go, đi thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt những cái con thú cơ bản đầu game nào. Let's go. Đập tem con Ankylo này trước không nhỉ? Có cái đồ kinh nhân kinh nghiệm nè, đúng không? Gì đây? 386 Ultimate Ascent to Unlock. Ô vãi nồi. Ghê vậy, hòm kho báu này nó cần Ultimate Edition này luôn hả? Vãi cả chưởng nha. Ác vậy. Có con Raptor Adolescent nè, con này baby. Ừ nha, ở đây có con Ankylo level 240 à, bắt không ta? Bắt nó đận farm metal ở gần gần nhà mình cũng ổn phết nè. Có con Ankylo nào level cao hơn nữa không? Tí để mình coi thử coi quanh khu nhà mình không có thì bắt nó. À, mình nghe tiếng con gì nó đi đi rồi đó. Anh Kilo đúng không? Con này là Morella Top 80 à. Cùi. Mình lượm được cái yên của con đó luôn á. Uầy, đồ y nè. Đôi level 380 nè, màu xanh lá cây đẹp phết nhờ, ngon nhờ. Hay là bắt Morel trước ta. Ui Morel 560 nè, được thế nhờ. Hay là nhưng mà bây giờ thú, ôi đôi 540 ngon, được được được, mình sẽ bắt cái con này. Mình không biết con này turbo nó bao nhiêu đây, có mấy chục cái tên nè, đủ không ta? Sợ không đủ thôi đó. Chơi đi. Bây giờ mình không có cái ống nhờn kia. Cái gì vậy? Ui ôi, hai con nó tấn công mình lận. Thế rồi hai con nó đứng gần nhau thì nó sẽ bị giảm đam. Ủa, ba con luôn hả? Vãi nồi, gì vậy mini? Ủa con nào level cao ta? À, đây đây đây, con này nè, không biết được không ta. Có khoảng 50 cái tên này, không biết bắn đủ để nó xỉu không nhờ. Con này level cao phết đấy. Đam mình càng nhỏ thì nó càng lâu xỉu. Hồi nãy bắn lên được
Cái lượng đam đầu tiên thì nó được nhiều, còn giờ còn có 23 thôi à. Cái tên ngủ thì cứ khoảng 5 giây các bạn bắn một tên cho nó lên turbo đó mới tới tối ưu nhất. Ây da, con này nó vẫn chưa quay đầu, tức là nó cũng gọi là còn trâu phết đấy. Bắt chứ con đập đá đỡ đi gõ tay. Ra tiện gần anh Gilo với đôi y thì bắt trước đi. Gì đây? Wood water. Wood water. Gỗ à? Gỗ nước hả? Nó dí kìa. Ba thằng nó dí mình kìa. Ô, sắp xỉu rồi. Bắt đầu chạy rồi, sắp xỉu à. Nhưng nó sắp xỉu thật rồi đấy. Sắp xỉu rồi đúng không? Sắp xỉu rồi đúng không? Mày. Đó, lên 35 đam, ngon. Tách ra đi là tăng thêm đam liền. Trâu thế nhờ. Ô, giờ lại tấn công mình nè. Trâu vậy. Gần hết nửa số tên mình có rồi đó. Vẫn chưa xi nhê. Há con này chắc nó 20.000 turbo quá. Trâu dễ sợ thiệt. Đây là còn chưa thấy con bờ te nữa, nó bay trên trời nha. Mới bắt con này để đi gõ đá thôi đấy. Con đầu tiên rất cần là con bờ te. Ồ, cái con ăn kilo đi. Trời ơi, sắp hết tên rồi mà nó vẫn chưa xi nhê. Quỷ này thực sự châu ác. Khoan khoan, từ từ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Mình quên đọc sách. Đô y nó có phải mà KO không ta? Ủa, ở kìa, ở đây nó ghi là rewind KO. Cái này nó ai vô ít nè, mình không biết là nó có thanh tu bồ không ta. Cái này mình không rõ nha, hay là nó không có thanh xỉu ta. Nhưng mà mình cứ thử gọi là bắn hết tên của mình coi xem nó có xỉu hay không. Nếu như mà không xỉu thì mình phải xem lại cái mod này mới được. Kỳ vậy ta. Hay là phải chỉnh nó lên gọi là tem KO thì mới có tác dụng nhỉ. Giờ nãy giờ mình bắn quá trời bắn rồi đó, gần hết 50 tên mà nó chưa thấy dấu hiệu là nó bỏ chạy. Phạm vậy ta. Ui da. Rồi. Tôi bắn hết tên rồi nè. Mà nó không xỉu thật à. Đáng tiếc nhờ, phải chi mà mình có cái ống nhòm này thì mình chắc được turbo rồi, rồi hết mẻ tên luôn rồi. Trời ơi.
Quay. Để hồi nữa mình mò cái cách mình chỉnh lại cái rewind KO này nè. Cái nó V thì may ra tem được hay sao á, cái này nó hơi lạ. Cái tên mẹ rồi. Rồi, fail luôn. Trời ơi công cốc. 520 nè. Con này từ từ. Tem như thế nào ta? Ném đồ ăn ở trước mặt hay gì? Ô. Hôm nay ngu rồi. Tự nhiên tốn một đống tên để làm chi không biết nha. Cái con này hiền. Không không cần bắn xỉu các bạn ơi, chỉ cần gọi là thả đồ ăn cho nó là được rồi, xong rồi vuốt ve thôi ạ. À. Hồi nãy ngu à. Trời ơi, mất cả đống tên. Trời ơi, hồi nãy nó ghi là không có cần gọi là bắn xỉu, phải sao mình bắn 50 tên mà con nó không xỉu mà vô lý. À, bây giờ chỉ cần đi theo nó thôi bạn, đi theo nó chờ nó đói nó ăn thôi. Đấy, đúng rồi, tới đây ăn nè bé ơi. Cái này cách tem mới, nó khác với mấy cái cách tem kiểu kia. Đó, các bạn coi nó tới nó ăn nè. Gì đây? À, cất cất vũ khí đi à. Ok. Tem cái này thì đơn giản, đỡ phải tốn tinh ngủ nhờ. Nhưng mà mấy cái con bên cái mod Omega là các bạn vẫn phải bắn xỉu nó như thường nha, xong rồi cho đồ ăn kiếp bột của nó đó. Để cái mấy cái bếp này vô phím phím số này, số 0 thôi nè. Đó, xong rồi thả ra thôi. Khi nào mà nó ăn thì nó sẽ quậy quậy cái đuôi nó tới nó ăn à. Đợi tí. Đó, bét cũng tăng lên được 1%. Quay lại ăn nè. Quay ăn kilo ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà nó hiện từ lưa ta là ơi sen vậy? Ủa? Mình đâu có teo con quỷ này đâu. Mình đâu có tem con ăn kangaroo đâu mà nó tự nó tới nó ăn cái bait của mình luôn kìa. Bà nội. Gì ní. Nhầm đối tượng rồi ní ơi. Gì đây? Con này tem mà easy nhỉ. Hai cá là xong rồi. Tự nhiên tem này con kangaroo luôn. Ở kìa. Tự nhiên bắt được con kangaroo các Ủa sao nó không ăn nữa ta? Chê đồ ăn à. Ủa sao nó không ăn nữa nhỉ? Kỳ vậy. Ăn đi. Star from bed gì đó. Cái nó ăn nữa ta. Từ xem mày con ăn kilo này coi. Kỳ vậy ăn kilo. KO ít nè, combat ít nè. Dino. Cái này làm sao để can thiệp vô mấy cái ít mấy cái V này ta? Cái này để hồi nữa mình mò thử coi.
Nếu mà được thì mình sẽ gọi là chỉnh một vài thứ lại. Ô, bây giờ mới đói à, vãi chưởng. Lâu đói vậy. Cái này là mình gọi là tem mẫu để cho các bạn xem thử cái cách tem của cái mod này nó vận hành như thế nào thôi. Nhiều khi nó tem những con mình không muốn nhờ. Để mình tìm cái cách coi, nếu như mà các bạn muốn tem như kiểu như vậy thì các bạn cứ gọi là sao ta, cứ xem như bình thường. Còn bạn nào mà phản đối không thích kiểu tem này thì các bạn comment phía dưới video cho mình biết với nhé, để mình gọi là chuyển nó về bình thường đấy. Nếu như mà các bạn thích cái kiểu tem này thì mình vẫn sẽ giữ cái mod này ở lại và tem mấy con thú này thôi, tại vì chơi theo cái cách tem thông thường á xem nó cũng nhàm chán đúng không, cho nên là mình mới chuyển sang tem bằng cái này nó lạ hơn cái kia. Kiểu cái con thú của mình nó được gọi là hoạt động á, các bạn không phải gọi là bắn xịu nó xong rồi đứng đứng chỗ cái đợi nó ăn từ 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 từ, nó cũng nhàm. Tem cách này nhiều khi là mình được chen chung với lại con kia, thí dụ như là chỉnh cái mà rewind combat là muốn tem nhanh hơn thì mình lại chiến đấu và là hỗ trợ nó để giúp tem nhanh hơn, cái đó cũng hay đúng không? Đó, ăn đi. Ok, 39,9 con, tại vì con này level cao đấy các bạn, cho nên là tem hơi lâu nha. Nếu như mà để độ khó mặc định thì tem mấy con này xíu là xong ạ. À. Level càng cao thì tem càng lâu. Cái con này nếu như mà chỉnh độ khó mặc định thì level max có 150 à, thì tem nó nhanh. Còn con này tới level 500 mấy, 600 maximum mà. Tem con này mất khoảng tầm 10-15 phút gì đấy. Nãy giờ mới được có 48% thôi nè. Khi nào mà đến cái ngưỡng 35% á thì các bạn không cần thả ra đất nữa, các bạn chỉ cần đi theo thôi, bấm E để đút nó ăn. Các bạn nhớ là phải để cái đồ ăn của mình ở phím phím số phía dưới nha, hình như số nào cũng được cả, nói chung là cứ để phía dưới là được rồi. Đồ ăn càng xịn thì tem càng nhanh, nếu như mà có mấy cái kiếp bồ thì bạn tem mấy con này dễ lắm. Kefor này là cái gì đây ta? 60% mình nè. À. Rồi, có một con giúp farm Flint với lại farm Metal. Sau này có Argentavis cứ gấp nó đi farm thôi. Ngon lành luôn. Hai mình vừa chơi kết hợp thú thường với lại thú mod Omega hai cái. Nhà mình hướng nào ta? À, nhà mình ở đây. Hồi nãy mình có nốt cái hướng nhà mình rồi. Tí nữa dắt con này về thôi. Con kangaroo. Kangaroo chắc là để nuôi con nhỉ. Ôi, sắp xong rồi, 85%. Chua. Sure.
Ăn một lần nữa là xong nè. Ngon luôn. Cái gì vậy? Go inside and protect yourself. Tôi chết bà rồi, bảo cát. Chết chết rồi. Không biết có bị mất máu nhiều không ta. Ây da, bảo cát men ơi. Mình quên mất là ở trong bảo cát. Ây da, như vậy cái căn nhà mình chắc là phải xây gọi là xung quanh rồi. CKF. Ồ, ở trong bảo cát thì mình sẽ bị hết stamina các bạn ơi. Quái nồi. Nó đang trừ stamina của mình dần dần nè. Ai da. Không biết bao lâu hết rồi ta. Khó chịu vậy. Ăn ăn cái này vô nó có được tăng gì không nhỉ? Thấy cái gì hết á. Đi kiếm đường về nhà ha. Giờ mà gặp cái con Terabird hay con gì nó dí thì vỡ mồm. Đấy, hình như là nó có cái ten đúng không? Ten này như chế được nè. Rồi về nhà chế cái. Siêu với lại út. Không chạy được, hết stamina rồi. Về tới nhà rồi, cố lên cố lên, đi một chút nữa thôi. Có cái tên này giúp mình đứa bạn tránh đổ cát được nè. Hình như nhà mình trên đây nè, giờ mình không thấy gì hết. Đổ cát quá. Đi đường này nè.
đúng rồi, về tới nhà rồi. Ok boy. Ui da, khổ thực sự rồi. Ủa sao không đặt được ta? À cái này nó không cho đặt trên floor. Thôi chui tạm ở đây ở thôi. Chui tạm đây một tí. Sợ lơ mô một tí nha, cho nó qua cái thời tiết này cái. Rồi ok luôn, đi cấp lại nó cần là đây rồi. Ta sẽ làm một cái yên an kilo 260 da hả, quá trưởng nhiều da thế, làm gì có đủ da đâu, hết da rồi. Phải đi đi giết con nào đó kiếm da mới được. À đây rồi, da tới da tới. Nhém mắt nè, anh kilo dễ thương à. Ấy có cái bao tay xanh dương nè, lượm luôn. Ơ nhưng mà bao tay, ủa mà khoan, hình ủa hình như chơi cái map Omega này là đồ nó không có độ bền đúng không các bạn, là nó không bao giờ bị hỏng á. Ui mày được nhờ, hợp lý phết đấy. Hay mày... ui cái giáp nó không có độ bền, hình như là bộ nào cũng vậy hay sao á đúng không, hay là mình đóng một à thôi, chơi chơi bộ kia là đúng rồi, tại vì mình ở sa mạc mà mang bộ đồ sắt ở đây nóng lắm. Hợp lý nhờ, không có độ bền giáp. Đó là hiện hai đam đó. Hiện lần hai đam nữa các bạn thấy không? Hết hồn. Đứng lại quỷ. Sắp chết mày chạy à. Sắp chết mày chạy à. Da chạy, da chạy, da bỏ chạy. Ấy. Ai 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 ai. Ấy ý lát lát lát, mày lừa bố mày, tưởng mày sắp chết chứ. À, nó qua nó cắn mình mới ghê à. Trâu vãi nồi vậy, bao nhiêu máu đây. Mày level 500 hay gì mà khỏe dữ vậy mày. Trời ơi, con mình bắn nãy giờ chưa xong luôn kìa. Ác thực sự rồi. À đây rồi. Ủa level có 220 thôi mà các bạn nhìn nó trâu kìa. Sao mà đỡ nổi. Ấy, hình như là mấy cái này là cái silica nè các bạn. Ờ đúng 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 silica. Cái này gạt được không? Ui. Bú 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 cái này ngọc trai ngọc trai. Wow, ngọc trai nhìn nó như mấy viên sỏi vậy đó, trời ơi, cái gì đây?
Little Mood. Mà quên cá được gần cả nghìn ngọc trai luôn kìa. Khủng khiếp. Cái liềm này ác vậy. Mấy này là sỏi nè. Thỉnh thoảng mới thấy được một một ổ silica. À đây là silica nè. Ây da. Cào phát một một nùi. Nhưng mà vẫn thiếu da đúng không ta? Đủ da để làm hình như vẫn đủ da để làm y như con kia đó. À thôi 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 thôi. À cũng được, không sao cả. Đứng lại đó. Chọc mày cái mẹ mày. Nó chọc đi cho nhanh. Adolescent bao nhiêu máu đây? Rồi đẩy cổ. Đó, có, vừa có da vừa có thịt, ngon luôn. Cái rìu này với cái rìu mốt cái nào chặt được nhiều hơn ta? Rồi có da làm y như con Angelo nhà mình rồi. Ankylo Shadow. Yeah. Uầy, nhanh như người ta mới đó gần tí đồng hồ rồi. Trời ơi cái game này nhanh thế nhờ. Chơi chưa đã gì hết trơn á mà gần cả tiếng đồng hồ rồi. Ấy đây rồi bộ thánh đập metal nè. Tại sao đi đi tem thêm con Doi với lại con bờ te nữa là lượm tiền. Con này là chắc là nên tăng đam cho nó. Đam một lần nó đập một lần là hết một cục metal luôn. Sau này mình có con Argentavis mình gấp con này đi nè, con nó gánh quay cho con này đỡ. Đập tay lâu lắm. Có cái mod stream mấy cuốc nó được gọi là upgrade lên thì nó gõ nhanh thì không cần thú farm, còn chơi trong mấy này bắt buộc là phải có thì mình để farm ít hai thôi à, farm hơi lâu tao nghĩ nó cũng có ít tăng lên đam đi gõ cho nó nhiều. Yeah, gỗ dìa gỗ dìa ấy, nhầm mấy tồ dìa. Gần 5 phút rồi, thôi thôi nghỉ nghỉ các bạn ơi. Làm clip dài tập này được rồi. Rồi tập sau ngày mai mình làm hai tập tiếp cho các bạn xem nhé. Giờ chúng ta nghỉ thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip này. Nếu bạn nào mà ủng hộ mình làm tiếp tục series này thì các bạn nhớ để lại cho mình một like cũng như lại một lượt đăng ký kênh với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào mà có ý kiến gì về cái series thì các bạn comment phía dưới video với. Các bạn có thích cái cách tem kiểu như vậy không, hay là muốn mình để lại cái cách tem mặc định như bình thường đó, các bạn cứ nói phía bên dưới đi, mình sẽ đọc những cái bình luận của các bạn. Bây giờ thì chắc là mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.